Khoa Trung ương Cần Thơ và hiện là Phó Chủ tịch Hội Y học thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch thành phố Cần Thơ. Tôi Nguyên xin chào bác sĩ Tùng ạ. Rất vui khi được gặp lại bác sĩ Tùng trong chương trình Alo Bác sĩ hôm nay. Và với chủ đề của chương trình hôm nay đó là viêm đại tràng co thắt ở người lớn tuổi, thì trước tiên của Nguyên muốn bác sĩ Tùng chia sẻ cho quý khán giả của chương trình được biết là triệu chứng của những bệnh này là như thế nào. Viêm đại tràng co thắt ở người cao tuổi, biểu hiện đầu tiên là đau bụng. Cái biểu hiện này nó rất đa dạng, có thể đau sau ăn, đau khi no, đặc biệt là đau sau khi ăn với một số thức ăn lạ như là chua cay, lạnh, rau sống, tiết canh vân vân. Bệnh thường là đau ở bụng dưới rốn, đau quặn ở hơi đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, dễ nhầm với đau dạ dày. Bệnh kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, cho nên là những bệnh nhân này thường gầy yếu, xanh xao, thậm chí bị suy kiệt do thiếu chất dinh dưỡng, do thiếu nước và những cái chất điện giải khác. Thêm vào đó là nỗi buồn phiền, lo lắng về bệnh tật. Dạ, như thế thì nguyên nhân của bệnh là do đâu thưa bác sĩ Tùng? Dạ, nguyên nhân gây nên bệnh viêm đại tràng co thắt rất là đa dạng. Hoặc là do viêm đường ruột, bởi ăn uống những cái thức ăn không hợp vệ sinh, ví dụ như là thức ăn để lâu có vi khuẩn thương hàn gây bệnh, về vi khuẩn lỵ hay là amip. Do cái rối loạn nhu động ruột thì do dùng quá nhiều kháng sinh đường ruột gây loạn khuẩn, thí dụ như phân thường là sống nè, lúc lỏng, lúc sệt, lúc rắn. Hoặc là rối loạn tâm thần, sang chấn tâm thần. Có nhiều cái người bệnh thì hỏi về các yếu tố có liên quan đến bệnh viêm đại tràng co thắt, thì người bệnh cũng không thể nhớ được là mình mắc bệnh vì nguyên nhân gì là chính. Như vậy thì việc điều trị bệnh này được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ Tùng? Cái đầu tiên mà chúng ta nhắc đến là cái chế độ ăn. Chế độ ăn uống rất là quan trọng, đặc biệt là có những đợt đang có triệu chứng đau bụng thì ăn kiêng. Có những lúc thì bệnh nhân không thích hợp với chính mình. Những thức ăn là không thích hợp như là sữa, tôm, cua, cá, v.v. Tránh những chất kích thích như là rượu, cà phê, gia vị, rồi các cái thức uống có ga. Việc thứ hai là chúng ta phải luyện tập. Thì tập đi ngoài đều đặn một ngày một lần, tốt nhất là vào buổi sáng, và massage bụng hay là luyện tập thư giãn, khí công vân vân. Thứ ba là điều trị bằng thuốc thì chỉ là điều trị triệu chứng thôi. Chủ yếu nếu mà bệnh nhân có triệu chứng gì thì dùng thuốc để giảm bớt những triệu chứng đó. Về điều trị bệnh nhân thì cũng điều trị bằng thuốc đông y cũng có thể kết hợp với điều trị và bồi dưỡng sức khỏe. Lưu ý, nếu mà thật sự bạn chỉ muốn chỉ đau ở một vị trí duy nhất thì cũng cần nhiều cái bước trước khi nghĩ đến bệnh này, và cần phải được khám và loại trừ những nguyên nhân khác làm hại cho sức khỏe, thí dụ như là polyp, viêm loét đại tràng do nhiễm vi sinh, trĩ nội cũng là nguyên nhân gây ra đau bụng như thế, để chúng ta dễ làm lẫn. Và còn các triệu chứng thí dụ như đi lỏng trong thời gian dài, có kinh là hiện tượng bình thường trong quá trình đau bụng, bệnh nhân đừng lo lắng quá. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Tùng. Quý khán giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Tùng chia sẻ về bệnh viêm co thắt đại tràng ở người lớn tuổi. Và đến đây thì chương trình Alo Bác sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alo bác sĩ.